chúng ta nói tới cái thông tin kế tiếp đi thì đây là một thông tin liên quan đến Hoa Kỳ thì những nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã gặp mặt ở Nhà Trắng trong đó chúng ta có những nhà lập pháp liên quan tới quản lý ngân hàng quản lý những công ty tài chính thì sau khi mà hợp với nhau đó liên quan đến cái tương lai của Bitcoin đó thì các bạn thấy được là cái quyết định cuối cùng bây giờ là những nhà lập pháp của Hoa Kỳ là họ tiếp tục chờ và xem coi tình hình chứ không làm gì hết mặc dù là giá cả dao động mạnh nhưng mà những nhà lập pháp của Hoa Kỳ đó cũng không có nói đến là cấm hay gì hết thì bây giờ hầu như là cái ý nghĩ liên quan đến cấm crypto cấm Bitcoin đã không còn nữa nhưng mà cái ý nghĩ bây giờ đó là những nhà lập pháp quan tâm đến hai điều điều đầu tiên và điều quan trọng nhất đó chính là chống lại cái việc rửa tiền có nghĩa là chống lại những cái cách mà sử dụng Bitcoin trong những cái việc liên quan đến phạm pháp mà thứ nhì là làm sao để đánh thuế bitcoin thì đây là hai cái điều mà quan trọng nhất mà những nhà lập pháp nói đến thì đương nhiên chúng ta có những người ủng hộ bitcoin có như không có ủng hộ bitcoin nhưng mà hầu hết mọi người cũng đều đã hiểu được cho dù những người mà không thích bitcoin này nữa đó họ cũng đã hiểu được là cho đến thời điểm bây giờ bitcoin đã lớn mạnh như vậy dựa theo những cái thông tin đó, thì chúng ta thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư đang lưu trữ Bitcoin và bây giờ đó dựa theo thống kê có tới 20 triệu người Hoa Kỳ đang có Bitcoin, đang đầu tư vào crypto này cho nên bất cứ một cái thông tin xấu nào liên quan đến pháp lý đó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những nhà đầu tư đó cho nên đây là điều mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn và cho đến bây giờ đó chỉ dù có muốn tiêu diệt Bitcoin này nữa đó thì cũng đã quá muộn rồi tại vì Bitcoin đó không những là gì mà cái phương diện mạng lưới đó đã là một cái mạng lưới phát triển rất mạnh trong vòng hơn 10 năm qua và là một mạng lưới rất là phi tập trung hơn thế nữa là bây giờ Bitcoin đóng một vai trò càng ngày càng đi sâu vào thị trường tài chính và đã trở thành một phần của thị trường tài chính rồi cho nên bây giờ đó thì Hoa Kỳ chỉ muốn một là làm sao để quản lý được cái việc sử dụng Bitcoin trong những cái việc phạm pháp. À, và tôi nghĩ là phần lớn họ sẽ nhắm vào sàn giao dịch tại vì cái bạn thấy được là cho dù là chúng ta có muốn cản giao dịch Bitcoin này nữa thì cũng không thể cản được. Nhưng mà cái nơi mà những nhà pháp lý có thể là đưa ra những luật quản lý đó chính là cái nơi mà các bạn có thể đổi tiền kỹ thuật số từ tiền mặt qua tiền kỹ thuật số và ngược lại tiền tiền kỹ thuật số qua tiền mặt có nghĩa là những sàn giao dịch thì cho dù là một người nào đó đó giống như là họ ăn cắp bitcoin hay là họ tống tiền sử dụng bitcoin khi mà họ lấy bitcoin rồi thì họ một ngày nào đó cũng sẽ phải lấy bitcoin ra đổi ra tiền pháp định mà thôi và nơi có thể làm được với cái số tiền lớn chỉ có là thông qua sàn giao dịch cho nên tôi nghĩ là trong tương lai đó những nhà lập pháp sẽ chú tâm vào quản lý những cái sàn giao dịch còn về cái phương diện đánh thuế đó thì các bạn đã được là gần đây cũng đã có nhiều động tĩnh liên quan đến đánh thuế là những sàn giao dịch sau này tôi nghĩ là phần lớn cũng sẽ phải nộp giấy tờ thuế cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là các bạn thấy được là trên thế giới bây giờ vẫn còn rất nhiều những sàn quốc tế cho người Hoa Kỳ giao dịch. Và đương nhiên những sàn quốc tế đó thì họ sẽ không cần phải tuân theo những cái đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là cái uh, tình hình mà tôi muốn mang đến cho bạn. Nó tóm lại bây giờ đó là những nhà lập pháp của Hoa Kỳ bây giờ họ không có ý định làm gì hết. Đó. Bây giờ mọi người đều đồng ý là ngồi chờ đợi để xem tình hình như thế nào đây là thông tin liên quan tới Hoa Kỳ và pháp lý. Một thông tin khác nữa liên quan tới đồng Dogecoin đó chính là uh, ở trên uh, Twitter thì đương nhiên là Elon Musk vẫn liên tục uh, thuyết về đồng Doge. Nhưng mà có một cái thuyết mà nhiều người cũng quan tâm đến đó chính là Elon Musk đó. thì bây giờ mọi người coi Elon Musk như là CEO của đồng Doge. Có nghĩa là Elon Musk uh, đã đứng chính lại là mặc dù là Elon Musk liên tục nói về uh, Dogecoin nhưng mà Elon Musk không phải là một người làm đại diện cho Dogecoin cũng như không phải là một nhà phát triển của Dogecoin. À, đây là một trong những gì đã được nói tới bởi Elon Musk. À, điều kế tiếp nữa đó, các bạn thấy được đây là một cái biểu đồ so sánh cái sự tăng trưởng của năm 2017 và năm 2021 này thì các bạn thấy được là đường màu trắng này đó là cái sự di chuyển của giá cả của năm 2021 và cái đường mà màu xanh này đó là cái tình hình của năm 2016 cho đến 18 thì các bạn đã thấy được là cái mô hình tăng trưởng của năm 2021 này đó thì nhiều người vẫn cho là rất là giống như là năm 2017 biểu đồ này lần đầu tiên thường thấy được là ở trên cái Twitter của Raoul Paul thì chúng ta thấy được là nhiều người cho là cái đợt mà xuống giá mới đây đó cũng tương tự như là cái đường màu xanh bên dưới bạn được đường đỏ trắng như đường màu xanh đều có cái sự đi xuống giá này đây là cái đợt xuống giá trong mùa tăng trưởng cũng tương tự như năm 2017 mà thôi cho nên nhiều người cũng không nên quá nhạy cảm đương nhiên cái sự khác biệt ở đây đó là cái phần trăm đi xuống giá sâu hơn là năm 2017 nhưng mà đây cũng là một trong những cái biểu đồ mà nhiều người đang quan tâm đến là có phải là chúng ta cũng chỉ đơn giản là một cái đợt đi xuống giá và sẽ tiếp tục tăng trưởng hay là không đây là điều mà các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới thuận thì nghĩ là chúng ta đã bắt đầu đi vào một cái thời kỳ tăng trưởng khác rồi có thể là trong vòng 6 tháng qua cái cách mà tăng trưởng thì một phần giống 2013 một phần giống 2017 nhưng mà cho đến cái đợt mà đi suy giá mới đây nên thường đã chia sẻ với các bạn nhiều lần là chúng ta thực sự đã đi vào một cái mùa tăng trưởng hoàn toàn khác rồi bây giờ tình hình Bitcoin ra sao đó thì chúng ta cần phải xem coi là giá Bitcoin có thể qua được cái mức cũ hay là không qua được 65.000 đô hay là không và nếu như mà qua được thì đương nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể thấy được Bitcoin tiếp tục trở lại với lại cái mô hình stock to flow và chúng ta có thể thấy Bitcoin à, về những cái mức giá như chúng ta đã từng mong đợi như là 100.000, 200.000 trong đợt tăng trưởng này nhưng mà điều quan trọng là trong thời gian 1-2 tuần tới đây Bitcoin có hồi phục và có thể lấy lại cái Giá cao hơn cái giá cũ hay không Còn về mô hình đó, thì đúng là có cái phần giống Nhưng mà thuần thì vẫn lạc quan Nhưng mà cũng có một cái phần thận trọng ở đây Cho đến khi nào mà giá Bitcoin hồi phục và đạt được đỉnh mới Thì bây giờ chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu ở trên CryptoKhoan đi Thì trước hết các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ liên quan tới có bao nhiêu Bitcoin cho những sàn giao dịch đó thì chúng ta thấy được là từ cái thời điểm là tháng 4 ngày 19 tây của năm nay đó Chúng ta đã có một uh, thời gian mà Bitcoin lại được nạp lên trên những sàn giao dịch Tuy nhiên phần lớn là nạp vào những cái sàn phái sinh Chứ không phải là những cái sàn spot thông thường Nhưng mà các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta thấy giá cả đi xuống đó từ ngày 17 tháng 5 cho tới bây giờ đó thì cái đường màu đỏ này các bạn cũng đã thấy được là cũng có cái xu hướng đi xuống nghĩa là trong thời gian từ ngày 17 tới tới ngày hôm nay đó thì số lượng Bitcoin cũng đã từ từ mất đi trên những sàn giao dịch chứ không có tiếp tục tăng trưởng nữa. Chúng ta cũng đã thấy được là những cái địa chỉ ví mà gỡ Bitcoin lên sàn đó thì cũng đã giảm đi có nghĩa là cái lực bán cũng đã giảm xuống trong thời gian gần đây nhưng mà có một điều đó để thường cho các bạn nhìn vào cái tài liệu tương tự nhưng mà liên quan tới Ethereum đi thì một trong những điều mình thường cảm thấy được là Ethereum hình như là đang được thu mua mạnh hơn Bitcoin rất là nhiều tại vì các bạn thấy được là cũng tương tự như là Bitcoin đó Ethereum thì có cái số lượng Ether mất đi trên những sàn giao dịch đó thì liên tục trong cái thời gian gần đây đó thì Ethereum không có dấu hiệu là có nhiều Ether được nạp lên sàn giống như là Bitcoin các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của cái đường màu đỏ này thì xa hơn và cao hơn là cái sự tăng trưởng của Ethereum các bạn thấy được là Ethereum chỉ có một cái đợt tăng trưởng mạnh à, trong thời điểm là từ ngày 18 tây cho đến là ngày 23 tây nhưng mà sau đó đã nhanh chóng các bạn thấy được là hầu như cái số lượng Ether trên sàn đã giảm xuống như là trước khi có đợt xuống mạnh ngày 19 tây cho thấy được là Ethereum nạp lên sàn lại bị thu mua và rút ra rất là nhanh cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải nên để ý đến tại vì Ethereum à, đang được nhiều người đề cập đến những công ty lớn đề cập đến và thậm chí tài liệu on-chain cho thấy được là không giống như Bitcoin Bitcoin được đưa lên nhưng mà các bạn thấy được cái đường màu đỏ nó vẫn chưa trả về như là trước khi mà có cái số lượng Bitcoin được đưa lên nhưng mà ngược lại Ethereum đó thì không có dấu hiệu là từ tháng 4 cho tới bây giờ được đưa lên mà ngược lại đó trong cái đợt hướng giá này Ethereum được nạp vào nhiều thì là được thu mua và nhanh chóng đem ra khỏi sàn đây là một trong những điều rất quan trọng mà các bạn cần phải nên để ý đến à, kế tiếp đó để hùng refresh cái này lại đây chính là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra tính theo giờ thì thường zoom vào đi các bạn thấy được là sau cái thời điểm mà chúng ta có nhiều thời gian có lúc có nhiều bịch khô nạp vào, có lúc có nhiều bịch khô rút ra đó thì trong cái thời gian từ ngày 23 tới bây giờ 3 ngày qua thì coi như nó ổn định lại. Các bạn thấy được là có lúc bịch khô nạp vào, có lúc rút ra nhưng mà chúng ta thấy được là không có gì gọi là quá bất ổn ở đây. Chúng ta thấy là cũng như là bình thường mà thôi Nhưng mà khi mà chuyển sang Ethereum đó để thùng refresh channel lại Các bạn thấy được là chúng ta thấy có rất nhiều Ethereum Rời khỏi sàn Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này là tính theo giờ Thì các bạn thấy được là Chúng ta nhìn vào ngày 24 tây đi Cái tây 2 ngày Thì có 594.000 Ethereum Rời khỏi sàn Và chúng ta nhìn vào cái ngày 25 tây Ngày hôm qua thì lại có 512.000 Ether Rời khỏi sàn có thể nói là những cái đường màu đỏ này đã chỉ xuống mà rất là sâu Trong khi mà cái số lượng Ether nạp lên sàn đó đã giảm xuống rất là nhiều Trong thời gian 2 ngày qua Các bạn thấy được những cái đường mà màu đỏ đi lên này đó hầu như là rất thấp Nhưng mà ngược lại chúng ta có số lượng lớn Ether được rời khỏi sàn Cũng như thường đã chia sẻ hình như đó có ai đó đang thu mua Ethereum và đem ra khỏi sàn rất là nhiều và Cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái tài liệu liên quan tới funding rate. Thì funding rate nhiều bạn có đã biết là cái phí qua đêm khi mà các bạn sử dụng những cái sàn mà cho sử dụng margin hay là futures. Thì bây giờ funding rate hầu như đã trở về con số 0. À, mức bây giờ là 0.004 có nghĩa là bây giờ những nhà trader đó, phần lớn những trader bây giờ cũng khá là cẩn thận. Thứ nhất là cái số lượng lệnh đòn bẩy không cao và thứ nhì nữa là bây giờ đã hầu như là 50 50 các trader đều rất là thận trọng không biết là giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng hay là đi xuống cho nên phân rate bây giờ mới là ở mức không và chúng ta nhìn vào giá hiện tại đó thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin bây giờ là 37.800 trước khi hồi ngủ tối ngày hôm qua thì chúng ta thấy là giá Bitcoin đã lên tới cái mức là gần như 41.000 nhưng mà sau đó thì chúng ta đã thấy được là giá cũng đã có sự điều chỉnh xuống nhưng mà thật ra mà nói trong vòng 3 ngày qua thì giá vẫn xây quanh cái mức là 38.000, 39.000 thì chúng ta nhìn vào thị trường nói chung ngày hôm nay đó thì không có những cái dấu hiệu là xuống mạnh hay lên mạnh phần lớn khi bạn thấy được là có màu đỏ có màu xanh nhưng mà cái màu nhạt nghĩa là cái phần trăm tăng trưởng cũng không có mạnh chúng ta nhìn vào một số những cái đồng trong top 10 này đó thì bitcoin cho bạn thấy được là xuống 4,1% trong vòng 24 giờ qua dựa theo con Ethereum thì xuống 3,7% theo đời chúng ta sẽ không nói tới Uh, Binance Coin thì xuống 1,2% Cardano thì uh, lên 1, 1,7% XRP Dogecoin, Polkadot đều đi xuống nhưng mà không có nhiều 2 cho đến 4% trăm uh, và USD coin nghĩa là đồng ổn định internet computer thì xuống 5,6% có thể nói được là trong top uh, 100 này đó chúng ta cũng có những cái đồng all coin nhỏ cũng có sự tăng trưởng như là engine coin thì tăng 39% trong vòng 2 4 giờ qua nhưng mà phần còn lại thì tăng từ 10 tới 15% đương nhiên À, đây cũng là một cái dấu hiệu tốt cho những cái oi nhỏ vẫn còn có sự tăng trưởng à, và đi xuống mạnh trong cái top 100 này thì hầu như là chúng ta không có đồng nào gọi là xuống mạnh hết à, đồng amb 4 thì xuống 10,4% là đồng xuống nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua dựa theo con và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và đây là những gì mà thuận muốn chia sẻ với các bạn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn